với hải dương. Bông bông này là để cho lò, cho lò đốt, lò đốt. Kia là những chiếc máng nước anh thợ anh làm xong rồi. Đây là những bức bách bưng 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 đây. Một loạt các máy tiếp theo chuẩn bị ra lò. Hello, hello, hello thằng cu F1. Rồi xin mời các bạn theo dõi chị Thoa đây. Chị Thoa đang vận hành máy đây các bạn ơi. Không sợ, không có gì phải đeo khẩu trang chị thật. Em ở đây gần chị nên được gì đeo khẩu trang này. Đây. Chị đang vận hành máy. Trong này mấy chân hả chị? Trong này 5 đến 7 chân. 5 chân chị chọn chương trình đặt 5 đến 100 5. Nặng nặng đấy nhỉ? Không, 5 đến 7 chân thôi chứ. Đấy. Đó, giảm xuống đấy. Đấy, 5 đến 7 chân đấy. Ấn nút xanh là nó chạy. Ấn nút play là nó chạy. Thế thôi. Thế là nó đã bắt đầu cấp nước rồi. Nghe cái tạch phát là nước bắt đầu cấp vào rồi các bạn. Đó, nước cấp vào. Rồi, tôi đang ở Hải Dương các bạn ơi. Tôi đang ở Hải Dương đây. Máy đang giặt tự động cấp nước vào, giặt và tự động các bạn nhá. Tự động cấp giặt xả vát vát sơ thôi anh em nhá. Vát sơ để đủ nhẹ để mình bê ra cho đơn giản thôi. Đừng đam mê tốc độ quá. Đừng đam mê tốc độ quá giống như mấy bạn ở bên kia kìa. Cứ cố. Còn mình nhớ có cái máy nào mà người ta hàn cái ốc và cả cái mặt đáy của lồng ấy, cứng chết vào đấy. Đó, có cái mẫu máy đấy. Thì trục nó bé như cái đuôi chuột ấy. Trục 40 mà cho tăng tốc lên tần số ở màn hình nó rơi vào tầm khoảng độ 60-70 Hz. 60-70 Hz khi vắt của tôi thì lúc vắt sơ lần 1 nó chạy nhiều cấp tốc độ khác nhau lắm. Nó chạy lần 1 nó chạy có 88 Hz thôi. Thì đã hơn của người kia rồi. Sau đó thì tôi lại cái tốc độ tiếp theo là khi nó nhẹ rồi tôi lại tăng lên 112. Tăng lên 112. Đấy, tốc độ nó tăng lên. Ok. Đây, máy sấy thông minh giờ tôi mở cho các bạn xem nhá. Máy sấy thông minh. Máy sấy thông minh đây. Máy sấy thông minh đây. Tôi bật cho các bạn xem trong lúc cái máy kia nó đang ấy. Nó đang cấp nước. Thì ở đây có rất nhiều chế độ. Đây có rất nhiều chế độ. Các bạn tranh thủ lúc máy này đang cấp nước thì tôi đi tôi livestream với các bạn. Đây, anh Công gọi mượn cái điện thoại của em. Anh xong cái món kia chưa? Chưa. Sao xong chưa? Chưa. À thế à. Rồi. Đấy, chị đang bảo anh Công ơi, thì bảo em khách gì ấy. Rồi, tôi sẽ kết nối wifi vào cái máy này để các bạn xem nhé. Đấy, nó kết nối vào máy sấy tự động rồi này anh em này. Nó kết nối vào máy sấy tự động rồi. Dạ. Giờ tôi sẽ tìm một cái trình duyệt. Tôi đang kết nối rồi, tự Trường Sơn Auto đây rồi. Nó cái bình thường bạn chỉ việc quét mã QR đây này. Đấy. Đấy, QR code này bạn chỉ việc kết nối vào cái máy này. Rồi sau đó cái điện thoại này nó sẽ kết nối sang cái máy này. Điện thoại này sẽ kết nối sang cái cục kia. Lần đầu tiên nó kết nối hơi lâu. Anh em chờ nó chút xíu. Nếu mà mình bật nó bằng điện thoại thì bật, không thì chúng ta chạy hệ thống chúng ta chạy ấn đây. Đấy. Còn nếu mà chúng ta sấy bằng nhiệt độ cao ấy, bằng dàn nhiệt điện ấy thì buộc tôi yêu cầu với cái máy này là gì? Buộc lòng các bạn phải bật dàn nhiệt lên. Nếu không bật dàn nhiệt lên thì nó không có tác dụng. Đấy, để tránh trường hợp là các bạn để điện thoại trong túi lại ấn lung tung nó bị chập chẹn, thì nếu để ở vị trí này ấy, để ở vị trí giữa này không bao giờ cái dàn nhiệt ở trên nóc này nó nóng lên được. Điều này đảm bảo an toàn hơn cho các bạn, an toàn nhất có thể. Đấy, ngày càng an toàn hơn, tức là chúng ta tuyệt luôn có sự an toàn thôi chứ không phải an toàn nhất. An toàn nhất tức là không còn cái gì để an toàn bằng nữa rồi, tức là an toàn chỗ ở cái tàu ấy cái chỗ ở cái đâu đâu. Đấy, bật dàn nhiệt điện này. Nếu mà lồng đang quay thì chúng ta dừng lồng. Đây để xem nào. Đây, tôi sẽ nhiệt độ bây giờ đang là 22,6 độ C, độ ẩm đang 91%, độ ẩm ngoài trời đang 91%. Đấy, bây giờ tôi sẽ bật lên các bạn xem nhá. À đâu, tôi phải dí vào cái điện thoại của tôi này, tôi đang quay nó thì nó tối quá, nó cứ nhòe nhòe đó, tôi phải ấn vào cái điện thoại này. Rồi, tôi bật cho các bạn xem nhá. Tôi chọn chương trình sấy củi, chọn chương trình sấy củi, sau đó, đó các bạn thấy nó, này, tôi tắt nó đi.
Đấy, bật nó lên thì mình không để cho cái lồng nó quay luôn đâu. Bởi vì cái lồng này mình muốn là trước khi nó quay ấy, là mình phải chắc ăn là mình, cái người chủ ấy, là đã phải cho chăn vào xong rồi. Vẫn còn vài giây, tầm 10 giây để còn xử lý nốt. Nữa đâu cái chăn nó đang dính vào cửa thì sao, đúng không? Thế tôi để một khoảng thời gian đấy. Đó. Bây giờ tôi tắt đi các bạn xem nhé này. Đó, tắt đi. Thì nó cũng từ từ nó tắt đi. Lồng quay nó từ từ giảm xuống. Lồng quay bắt đầu giảm tốc độ xuống. Ok. Rồi. Lát nữa mình lại quay cho các bạn. À thôi, giờ mình sang cái máy mà mình lại sang cái máy sấy này. Giờ mình sang cái máy sấy này. Đây. Máy giặt này. Nó đang đảo đồ rồi. Mực nước đang là 14/22 rồi. Nó đang quay phải quay trái rồi. Đây, đường nước vào đây. Đang quay phải quay trái rồi. Đây tôi bảo cho các bạn cùng xem tí nhá. Chuyển động mềm tăng tốc rất từ từ thôi. Nó không khục một phát đâu mà lo. Nên là máy móc nó sẽ bền hơn. Trục của tôi to. Trục của tôi trục 50, ngay từ cái máy giặt đầu tiên tôi đã làm trục 50 rồi. Không làm. Đấy, không biết thì thôi, biết là phải làm đàng hoàng nhá. Đường nước vào đây. Đó. Ngoài này anh chị cũng đã giặt được một mẻ rồi đây. Một mẻ rồi, phơi rồi. Đấy. Bây giờ tôi quay hơi lâu, lát nữa tôi sẽ quay xem là nó vắt như nào nhá. Quay dài quá, về làm clip nó dài quá. Ok, về cho vào clip nó dài quá. Đây, đây là các cái thông số, chương trình đang giặt 5-7 chăn. Đảo đồ là đang đảo đồ của giặt lần giặt 1. Nhiệt độ thì không giặt bằng nước nóng. Nước mực nước bây giờ đang là 19/22, 22 là mực nước giới hạn của mẹ của lần giặt này. Tức là với lượng chăn khác nhau thì mực nước khác nhau, thời gian đảo lồng khác nhau. Tức là gì? Nó giống như bạn ấy, bạn giặt một cái quần thì bạn sẽ cho ít nước hơn. Bạn giặt bằng tay này, một cái quần thì ít nước hơn, cộng thêm một khăn mặt nữa thì lại nhiều nước lên. Bạn giặt cái áo khoác bạn cần phải nhiều nước. Thì mực nước là thay đổi tuyến tính các bạn nhá. Thay đổi tuyến tính tức là như nào? Vì mày nhiều thì tao càng cho thêm nước vào, được chưa? Đó, thời gian giặt mày càng nhiều giặt phải càng lâu, thì thật quá trình đảo cũng phải nhanh, cũng phải lâu anh em nhá, chứ không phải giặt như nhau hết đâu. Nếu giặt như nhau hết thì còn gọi đấy thì là tối ưu nữa, người ta phải optimize cơ mà. Theo tiếng Anh nó có một cái câu là có một cái từ cụm từ là optimize tức là tối ưu hóa về năng lượng, tối ưu hóa về nhiệt độ, tối ưu hóa về thời gian anh em nhá. Đấy. Rồi, đây hệ thống của tôi đơn sơ mộc mạc cái này thôi. Đấy, nhưng mà tôi làm cái gì thế thôi. Đường dây điện của tôi bao giờ quy định về màu sắc anh em ạ. Quy định về màu sắc. Dây nào là dây gì. Đấy, trắng là có nghĩa là gì, xanh nghĩa là gì, nâu nghĩa là gì, vàng nghĩa là gì. Ví dụ như các bạn mà hỏi tôi chỉ bảo là mở cái dây vàng ra xem như nào. Thế thôi, là xong. Đấy. Còn đường cấp nước của nó thì đây là cái ống thông nước. Khi các bạn mà cần, trong trường hợp mà các bạn thấy là mẻ chăn này quá bẩn nhá, mẻ chăn này quá bẩn mà bạn này muốn rằng là nước tăng lên thật nhiều thì bạn kéo dây lên cao 5 phân thì nước, bể nước nó sẽ tăng lên 5 phân. Điều này làm các bạn đỡ phải chỉnh sửa các thông số. Điều này làm các bạn đỡ phải chỉnh sửa các thông số ở trong này. Bởi vì các cái thông số trong này thì nó tôi cài đặt lần đầu thôi. Các bạn mà cài đặt, các bạn không có kinh nghiệm thì các bạn cài đặt nó mai các bạn không nhớ lại được nữa, đúng không? Nó có vài chục thông số khác nhau để đặt để cho một mẻ giặt. Tôi nhiệm vụ của các bạn ấy chỉ việc là ấn để tìm lượng chăn phù hợp và chọn chương trình giặt phù hợp, thế thôi là xong. Còn các thông số cài đặt bên trong là tôi đã làm sẵn rồi, anh em cứ thế về vận hành đi nhé. Tôi đang giặt đây, lát nữa thì hết 8 phút 33 giây của đảo đồ có sát phòng này thì nó sẽ vắt sơ, nó chia làm nhiều cấp tốc độ khác nhau. Sau đó thì các bạn thì tôi lại quay tiếp, không thì quay này lâu quá. Ok nhá. Xin chào các bạn, mình là Khắc Trường đây. Các bạn đang nghe thấy tiếng máy bơm kêu rất to. Máy bơm kêu rất to, còn tiếng máy giặt thì gần như là các bạn không nghe thấy tiếng gì cả. Đây, tôi để ra đây các bạn nghe tiếng máy bơm. Máy bơm nó cũ rồi, nó kêu, tức là bi phớt gì đó thôi, bi thôi. Thế còn máy giặt thì gần như là không có tiếng kêu gì cả. Đây, tôi mở ra bên kia. Các bạn cùng xem, gần như không có tiếng kêu gì cả. Đây.
gần như không có tiếng kêu gì cả anh em nhé này, gần như không có tiếng kêu gì cả. À, bây giờ đang giặt lần 2 này, thời gian giặt còn 5 phút 31 giây nhá. Thời gian giặt còn 5 phút 31 giây cho tôi. Và tôi cũng thông báo với, làm rõ với tất cả các bạn rằng là tôi là Nguyễn Khắc Trường, nhà ở Yên Bái, Yên Bình, Yên Bái. Đấy, ngày trước thì là mỗi một cái máy như thế này lên đường là 500.000, 100 km tiền vận chuyển. Bây giờ xăng dầu nó lên gấp đôi rồi, các cái nhà vận chuyển người ta cũng đòi tăng giá rồi, không còn rẻ như ngày xưa nữa các bạn nhé, không còn rẻ như ngày xưa nữa, cho nên là anh em thay đổi giá một chút. Bây giờ giá máy giặt cũng tăng thêm 2 triệu nữa, là thành 54.500.000, lên 56 triệu, lên 56.500.000. Anh chị đang cắt gỗ để làm đốt cái lò, cái máy sấy củi thông minh này đó, thì tăng thêm 2 triệu nữa thành 56.500.000 bắt đầu từ hôm nay rồi. Đấy, cái gì cũng vậy, tôi đều là nâng cao trách nhiệm giải trình, tôi chia sẻ rất kỹ về cái này rồi, là mọi thứ tôi đều thông báo ở trên online hết, chứ anh em không phải lăn tăn rằng là người này ăn của người kia mấy đồng, người này giới thiệu để ăn của người kia mấy đồng nhé, không có chuyện đó nhé. Và tôi làm thì là tôi không phải thợ điện, cũng không phải thợ cơ khí, cho nên là khi tôi làm máy thì các bạn nhìn giao diện nó như thế này, các bạn cảm thấy nó phù hợp với các bạn thì các bạn chung kết nhé. Còn các bạn mà mang về nhà các bạn mà các bạn cảm thấy nó không, anh Trường ơi sao anh đấu nối nó lằng nhằng thế này ấy, thì tôi cũng xin chịu thua. Bởi vì đây các bạn nhìn đây, cái đường thăm dò nước của tôi nó nằm ở đây nhé, cái đường đo nước của tôi nó nằm ở đây, đây là cái cữ này, đây là cái cữ khi nào các bạn cần giặt sạch, tức là cái chân của các bạn có quá bẩn mà các bạn cần phải tăng nước lên, các bạn kéo lên 5 phân thì mức nước nó tăng lên 5 phân, thay vì là các bạn phải thay đổi các cái thông số ở trong cái chương trình này. Bởi vì cái chương trình này tôi đã thiết lập sẵn rồi. Đấy, có các lựa chọn đầy chăn thì các bạn cho 5 đến 7 chăn, 3-4 chăn các bạn chọn chương trình 3-4 chăn. 3-4 chăn thì lượng nước cấp vào đủ cho 3-4 chăn. Thời gian và lượng nước nó thay đổi các bạn nhá, nó thay đổi theo lượng chăn cho vào. Nhờ vậy thì nó tối ưu về chi phí cho chúng ta. Rồi, đây là cái củ biến tần có tên là Zitech. Nó dùng điện 1 pha. Rồi, có rất nhiều bạn hỏi tôi là sao cái dây điện nó bé thế? Đây. Cái dây điện nó bé thế. Tôi chỉ dùng dây điện tối đa là 1.5. Còn bình thường tôi dùng 1 chấm cũng được nhé. Bởi vì khi đã chạy inverter ấy, là anh em phải tưởng tượng là cái dòng điện hút ấy, nó không hút mạnh. Đấy, cho nên là tiết kiệm điện. Inverter nó tiết kiệm điện bởi vì là nó có hai giải pháp để tiết kiệm điện khi dùng inverter. Cái thứ nhất là cái dòng điện nó cấp vào motor ấy, nó cấp vào rất nhỏ thôi. Cấp vào rất nhỏ thôi, cho nên là cái dây điện nó không cần phải to. Cái dây điện bằng sợi tóc nó vẫn chạy được. Mặc dù cái motor của cái máy giặt to huỳnh trình huỳnh này, cái sợi dây điện nó chỉ cần bằng 3 sợi tóc thôi. Một sợi tóc thì tôi hơi nó phép, nhưng mà nó chỉ cần bằng tầm này thôi nè. Cái dùng chìa khóa này các bạn nhìn thế này, dây chỉ bé tầm một nửa ly nó đã chạy được rồi. Nhưng mà đây tôi dùng là 1.5 ly là nó đã quá khỏe rồi. 1 ly nó chạy, nửa 0.5 ly nó chạy cũng không nóng được dây. Thế nên các bạn không sợ nhé, không sợ. Rồi đây là biến tần đang điều khiển motor quay phải quay trái. Đây là đang quay phải này. À đây đang quay trái này, reverse là đang quay trái này. Forward là quay phải anh em nhé. Forward sẽ là quay phải. Một lát nữa các bạn sẽ xem nó dừng từ từ thôi. Nhờ vào chuyển động mềm như vậy thì anh chị em là hoàn toàn có thể cảm thấy rằng là cái chi tiết cơ khí của mình nó sẽ bền bỉ hơn. Đó. Anh em, đây là cục phanh của nó này. Cục phanh của nó. Ok. Đây là nút tìm cửa này. Đôi khi có cái máy thì tôi ghi vào đây, có cái máy tôi không ghi. Tại vì nó chỉ có một nút duy nhất thôi cho nên là không cần phải ghi. Nó giống như iPhone ấy, một nút duy nhất thôi cần thì phải ghi. Đó. 1 phút 50 giây nữa là nó sẽ kết thúc cái lần giặt thứ hai này, lần đảo đồ này. Đó, nó lại tăng này, nó lại bắt đầu tăng tốc, các bạn nhìn nha này, tôi không ấn gì cả nhá, đó, tự động tăng tốc này. Tăng tốc được hay không là nhờ vi xử lý. Bộ vi xử lý con chip bên này nó sẽ điều khiển sang bên này, con này sẽ điều khiển cái motor anh em nhá. Đấy, nó đang forward, nó đang quay phải này, tí nữa nó lại tắt quay phải đi, nó lại sang reverse, nó lại quay trái này nhá. Rồi run là đang chạy, run tiếng Anh của mình là chạy. Bạn đang chạy ngoài đường, bạn chạy từ A đến điểm B thì gọi là run. Ok. Đây A, HZ là tần số bề mặt. Đây là tôi sẽ ấn cho các bạn xem nhé. Tôi sẽ ấn vào đâu nhỉ? Tôi sẽ ấn vào đâu để nó hiện lên cái này nhỉ? Tôi quên mất rồi, lâu ngày rồi tôi không. Đây, tôi đang run đây này. Đó, nó lại quay. Đó, bắt đầu nó chuẩn bị là quay sang bên này này. Bị quay sang bên này này. Đó, thấy các bạn thấy chưa? Đèn xanh nó báo này. Đó. Lâu ngày tôi không dùng đến cái A, tôi không biết A là bao nhiêu, volt là bao nhiêu rồi. À đây, volt đây.
Vôn đang là 312V. Các bạn thấy chưa? Vôn là 312V. A bây giờ đang 4A. 4A trên 1 giây. Trên một giây điện ấy. Một cái lõi dây cái này có hai lõi thì mỗi một dây nó sẽ là 4A nha. Tối đa là 5A. Đấy. Có lúc quên xin lỗi các bạn, tối đa là 7A. Nhưng mà lên 8A là mà nó sẽ tự động dừng cái động cơ lại. Nó không cho chạy nữa. Nha. Nó không cho chạy nữa, lúc bấy giờ nó báo lỗi. Nó báo anh em rằng là không cho chạy nữa để bảo vệ động cơ. Nhá. Nó có tác dụng là bảo vệ động cơ. Ok. Đấy, bây giờ thì nó chỉ còn có 2 giây nữa là nó sẽ chuyển sang chu kỳ xả. Đấy các bạn nhìn thấy chữ xả chưa? Nó tự động chuyển sang xả. Nó xả thì nó không tính được thời gian. Bởi vì sao không tính được thời gian? Bởi vì là khi mà xả này, nhỡ đâu bạn hứng lên bạn lại ấn, bạn lại xoay cái van 48 ngay bên cạnh nữa. Cái van 48 là van xoay bằng tay. Phòng trường hợp bất chắc là các bạn, cái van này một ngày đẹp trời nó bị hỏng mà chưa mua được. Ví dụ 5, 3, 5, 7 năm nữa nó hỏng chẳng hạn. Mà không mua được, không mua kịp thì tôi chưa gửi về kịp thì các bạn sẽ dùng cái van tay kia cũng được rồi, đúng không? Dùng van tay kia được rồi. Nó xả tốc độ rất là nhanh, phi 60. Đấy, tự động xả. Rồi khi xả này thì mương nước ở trên này nó sẽ báo. Đây. Mương nước đang giảm xuống 23/26. Rồi 22/26. Một lát nữa nó sẽ chuyển sang vắt các bạn nhé. Khi nó đây là lần 2. Khi nó vắt ấy. Khi nó xả nó vắt thì khi nào thì nó vắt thì nó khác tự tính. Anh em nhé, tôi đã cài đặt thông số rồi. Khi nào nó tự vắt nó khác tự tính. Rồi. Chưa ấy. Nếu mà em để cho nó chảy một lần được không? Mở nắp cho mọi người xem tí. Về nó vắt đi. Cho chảy đây tí nhá. Tí lại nó tí lại khô mà nhỉ. Rồi các bạn xem nhá. Các bạn chờ một lúc là nó sẽ vắt bây giờ đấy. Đây cấu hình cái máy của mình đây như này. Tùy từng nhà, nếu nền nhà các bạn là nền bê tông như này ấy, thì các bạn không cần ghim chân nó vào. Bởi vì cái kết cấu máy của tôi làm theo hình khung vuông. Đấy, hình khung vuông chữ nhật này. Thì tôi tại bởi vì làm sao tôi lại làm như thế? Bởi vì rằng là tôi quan sát những cái máy khi mà cẩu hay là xúc gì đó. Đấy, bắt đầu nó chuyển sang trạng thái vắt này. Nó bắt đầu từ từ tăng tốc dần này. Bắt đầu từ từ tăng tốc dần đấy. Đấy. Van xả nó đã đóng lại rồi. Bây giờ thì van xả nó đóng lại rồi. Và nó đang bắt đầu tăng tốc dần lên. Đây. Đây, dòng điện là 3,5A trên 1 giây. Đấy. Nó đang tăng tốc dần rồi các bạn này. Tôi mở tùy theo để đây. Ui, tôi chạy đây. Để các bạn xem nhá. Lâu lắm rồi hôm nay tôi mới có dịp để mở ra đây để cho các bạn xem. Thôi chị chủ nhà tôi vừa hỏi ý kiến chị rồi, ướt ngay một lúc. Nó lại chảy về đằng kia. Đấy. Tốc độ này là tốc độ một lát nữa lại tăng tốc tiếp anh em nhé. Một lát nữa lại tăng tốc tiếp. Ngày xưa cái máy đầu tiên tôi làm ấy thì nó chỉ vắt nhanh luôn lập tức. Đó. Nhanh luôn lập tức. Còn bây giờ thì tôi chạy là gì? Lúc đầu tiên đang nhiều nước thì cứ vắt sơ đi đã. Vắt sơ xong tí lại tăng tốc tiếp đây này. Bây giờ đang vắt sơ thế thôi. Lát nữa nó lại tăng tốc lên. Nước bây giờ đã trong rồi các bạn này, nhìn các bạn chỉ cần nhìn cái máng này thôi là các bạn biết rồi. Nước bây giờ sạch rồi đấy. Mà nước 3 nữa thì quá sạch luôn. Đấy. 24 giây nữa là nó tăng tốc các bạn nhé. 22 giây nữa là nó sẽ tự động tăng tốc. 22 giây nữa là sẽ tự động tăng tốc. À, các bạn và các bác chủ nhà cũng vậy, không cần phải quan sát cái này đâu. Chúng ta không cần quan sát, chẳng qua tôi live stream này thì tôi giải thích rõ để các bạn biết thôi. Chứ còn các bạn cũng không cần phải quan sát nó làm gì cả. Rồi. Nếu mà cái gioăng cao su này nó bị bung ra như này thì lúc nào có lau khô đi, nhỏ cái keo voi vào là xong. Đấy, nó tăng tốc rồi các bạn này. Nó tăng tốc rồi. Nó lại tăng lên một cấp độ nữa. Một cấp độ nữa. Đấy. Rồi. Tôi đóng nó lại. Rồi, đóng nó lại. Đó. Cái củ inverter này nó không phù hợp cho vắt lắm các bạn ạ. Bây giờ vắt nó không phù hợp. Nó không phù hợp. Hôm nay tôi lắp hẳn cái con G-Tech sắc to này cho nó thoải mái. Cho nó dư giả không phải công suất. Con này vắt cũng được nhưng mà nó hay dỗi hờn quá. Đấy. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ quay sang bên này để các bạn cùng xem anh em đang lắp cái máy sấy. Cái máy sấy đây. Cái máy sấy thì tôi cũng sẽ thao tác với các bạn. Cái điện thoại nào cũng có thể kết nối được cái máy sấy này. Quan trọng nhất là các bạn chỉ cần vào được cái wifi của nó thôi. Wifi của nó có mật khẩu là từ 2 đến 9. Wifi của nó có mật khẩu là từ 2 đến 9.
Các bạn sau khi các bạn sẽ làm như này. Đây các bạn sẽ vào wifi này. Các bạn ấn vào chữ wifi này. Các bạn tìm thấy chữ. Đây, để tôi bật nó lên đã nha các bạn. Chờ tôi tí. Tôi bật cái hệ thống này lên nha. Hay không, không thao tác gì đằng sau ở đâu đúng không? Đó, tôi bật nó lên đã. Rồi. Tôi bật nó lên. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là wifi nó sẽ hiện lên là có cái máy sấy tự động. Tắt nó đi. Bật lại. Cho nó quét lại. Đấy, vào. Đó, các bạn thấy chưa? Khi nó dò được máy sấy tự động phát thì ngay lập tức là nó sẽ kết nối luôn. Vào luôn mạng. Rồi. Bây giờ các bạn vào trình duyệt. Vào trình duyệt nào cũng được các bạn nhé. Các bạn đây, gõ vào đây. Các bạn quét mã QR ở đây. Quét mã QR ở đây. Tôi quét cho các bạn xem. À, cái máy này của tôi thì như không có trình quét đấy. Đây. Ồ, cái trình quét này không phải đâu. Thôi, thay vì trình quét mã QR này thì các bạn gồm vào luôn Google Chrome này. Các bạn đánh vào cái ô địa chỉ này. Đấy, cái số 192.168.4.1. Các bạn, đây, các bạn gõ xong cái dấu đấy. Các bạn gõ xong các bạn ấn vào phát như này thì nó sẽ kết nối với cái điện thoại của chúng ta. À, kết nối với cái máy sấy thông minh này của chúng ta. Rồi. Dạ. À, cho em tí nhá. Cái chân motor của cái máy này á. Vào đây à? Hai dây vào đây này. Hai dây nguồn cấp vào đấy, nó cho để hai bên này này, bên này này. Bên này này. Đó, đúng rồi đấy. Hai dây này đây. Đúng rồi, hai dây đấy. Vào vào. Thế thôi. Đó. Đang chuẩn bị công tác giặt đệm. À, anh Công sẽ chia sẻ với chị chủ nhà cách giặt cái đệm này làm sao nó trắng mốt lên. Anh em nhé. Một lát nữa tôi lại quay cho các bạn xem. Nó lại trắng mốt như kiểu là nàng tiên ấy. Lúc trước nó là con cú. Sau khi giặt nó trở thành nàng tiên. Đấy. Thật mà. Rồi. Bây giờ thì tôi sẽ khởi động nó. Nếu mà các bạn muốn sấy điện thì các bạn chuyển nút này sang chế độ sấy điện. Nếu các bạn sấy củi các bạn chọn sang sấy củi. Đấy. Rồi, và tôi bật. Đó, tôi bật rồi. Nó tạch phát rồi. Tắt đi. Tắt đi, đấy. Bật lên. Bật lên. Tắt đi. Vâng ạ. Thôi chị cho em ăn cơm trưa đi, nhưng mà làm đơn giản thôi nhá. Đừng nhiều món ăn quá rồi lại ăn đơn sơ mộc mạc thôi, để thì không uống rượu, để vào tí lên nhà anh Đường chơi. Muốn lên xem cái công trình nhà 70 tỷ quay xem như nào. Chưa bao giờ được nhìn bao giờ. Chưa bao giờ đấy. Nhìn thấy lâu đài ở ven đường rồi mà chưa bao giờ xài vào ấy. Đấy. Bây giờ thì nó đang quay lồng rồi. Tốc độ của lồng quay do chúng ta quy định, các bạn xem này. Và này các bạn xem nhà tôi giảm tốc độ này. Tôi giảm tốc độ xuống 13%, các bạn xem này. Nó quay từ từ thôi, không còn nhanh nữa, thấy chưa? Tôi tăng tốc độ lên. Nó quay, các bạn nhìn nó quay giờ dẫm lờ đờ chưa? Nó quay lờ đờ này đó, quay lờ đờ này. Tôi tăng tốc độ lên. Tôi tăng lên. Rồi, nó đang đảo chiều, chờ nó một lát. Đến chu kỳ đảo chiều rồi. Rồi, bây giờ nó sẽ quay sang bên kia. Nhưng mà nó quay nhanh hơn, tôi cho nó quay vù vù các bạn xem thế này. Tôi tăng lên 49%, nó quay vù vù luôn các bạn xem này. Nó quay đến nỗi mà cái quần áo thì nó dán vào luôn đấy, đây này. Đấy, cái quần áo nó dán vào luôn, nó không rơi xuống được, đấy. Khi nó quay nhanh, quần áo nó gần như dán vào, đấy các bạn thấy chưa? Nó dán vào rồi, đấy, nó dán vào rồi. Quần áo bây giờ không còn rơi xuống nữa. Không rơi xuống nước thì dẫn đến cháy các bạn nhá. Dẫn đến cháy. Cho nên chúng ta phải quay chậm thôi. Đây, quay chậm thôi. Đấy. Thôi chỉ cho quay 24% là đẹp. Này. Đấy, 20%. Đấy, quần áo lại rơi xuống rồi đấy. Nó lại ném quần áo, các bạn nhìn thấy ném quần áo cho nó ném. Đấy, nó ném. Đó. Bây giờ nó lại về không. Nó lại đang chu kỳ về không. Nó về không để làm gì? Về không để nó đảo chiều. Về không để làm gì? Về không để nó đảo chiều đó. Không rồi, nó lại quay sang bên đổi chiều. Đấy, quạt gió cấp gió nóng vào. Nhưng mà tôi đã chỉ quay để các bạn xem thôi. Chứ đây không phải là quay để đốt thật. Đốt thật là ok. Đây này, anh Lượng ở bên cũng ở Hải Dương, ở bên Cẩm Giàng Hải Dương, ngay khu công nghiệp Đại An nhé. Cái ống tôi thiết kế ống 110 này, phi lên đấy không có khói rội lên đây đâu.
gần như không đáng kể gì cả nhé, gần như không có đáng kể cái gió nào, cái khói nào ra ngoài này đâu, toàn bộ lên trời cao hết nhé, toàn bộ lên trời cao hết đấy. Okay. Đường cấp gió nóng vào đây bọc bảo ôn hai lớp, cái lớp ngoài này thì nó không làm cho chúng ta bị ngứa người. Đây không phải là bông thủy tinh anh em nhé, bông thủy tinh thì ngứa lắm, đây không phải bông thủy tinh đâu, bông này chịu được 1200 độ. Rồi, xin cảm ơn các bạn nhé. Máy ở trên màn hình các bạn đang nhìn đây là máy sấy thông minh, chạy chương trình sấy củi và sấy điện, dàn điện ở trên nóc, dàn củi ở ngoài này đấy. Khi chương trình sấy điện thì chúng ta sấy điện, khi sấy củi chúng ta ấn sấy củi. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ về khung giá cho tôi nhé. Giá máy sấy như thế này, đường kính lồng 1m, chiều sâu lồng 1m, sấy một lần tối thiểu 400 to đại, 500, 600 nhỏ, bé tí là được. Đấy, các bạn không nên đam mê nhét chặt thì nó sẽ rất là lâu vì nó không cựa được. Đấy, nó phải cựa được như cái áo cái rơi phù kìa, thì nó mới nhanh khô và khô đều. Nó cho nhiều quá, cho chặt vào ấy, cho chặt đầy chặt vào, không còn cựa nữa được nữa thì giống như bao thuốc lá đầy ấy. Không cựa được thì điếu thuốc nào cũng nằm im một chỗ đấy thôi. Tưởng tượng thế là dễ, được chưa? Đấy, máy sấy này thì đường kính lồng là 1m, chiều sâu lồng 1m. Giá của nó là 70 triệu. Thời điểm này là 70 triệu. Là nguyên sấy điện, nguyên sấy củi. Và nếu mà sấy cả điện nữa thì 75 triệu. Rồi, còn con máy cũng như này mà hôm qua hôm kia các bạn vừa xem, tôi đăng lên đấy. Ở trên Facebook ấy, ngày 13 hay 12 tháng 3 năm 2022 này. Thì con sấy to như thế, sấy một lần được 7 đến 10 chân cơ. Thì máy đấy máy cũ tôi dựng lại. Thì lại có như hôm trước là bán 50, bây giờ bán 55 rồi. Đấy, nhập phôi vào nó đắt rồi anh em nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đây các bạn có gì hỗ trợ thêm cho anh chị Tuấn Khương nhé. Tuấn Khương là con trai của anh chị ở chủ nhà thôi, nhưng mà chủ yếu là vợ chị làm giặt. Đây gia đình anh chị Thắng, anh Thắng chị Thoa, thôn Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương. Rồi, xin chào các bạn nhé. Anh em là dùng máy Trường Sơn rồi, có gì hỗ trợ thêm cho anh chị nhé.